Vâng, Gmro xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá cho toàn thể các bác dòng đẩy Allcenter mang hiệu là Pro 7.0. Đây dòng đẩy công suất cho ra là 800 đến khoảng 900W một kênh, chạy 40 sò nhé. Em cho phơi nắng từ sáng giờ, bây giờ đang vệ sinh này. Vệ sinh để trả đơn các bác nhé. Vệ sinh thì em lấy cái lọ bóng các bác nhé. Bác mua hàng bác có cái lọ bóng này này. Đấy, bác về bác xịt vào nhìn nó sạch sẽ hơn, đẹp hơn đấy các bạn. Đấy, em cũng chả có gì giấu giếm cả, có nghề nào làm thì đó. Đây cũng như một chiếc hoàn thiện đây, thì khi vệ sinh xong nó đẹp nha. Các bạn nhìn đẹp không? Đẹp long lanh luôn. Nó phải đạt đến 85-90% sau khi vệ sinh xong. Em mày xì, hôm nay mày xì ra mới nhá. Thì hôm kia em quay thì hôm nay đã đi một lửa hàng rồi, lửa già hàng rồi, chỉ còn khoảng độ 5-6 chiếc nữa là hết hàng các bạn nhá. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ em. Nhưng có thể chất lượng và bao giá mức tốt nhất thị trường. Giá em nói công khai luôn là 6 triệu đồng trên một chiếc các bác nhá. Như các bác ở ngoài Bắc là em bao ship rồi. Đây. Con này mới vậy mà xịt qua thôi, tí vậy xịt thêm một lần nữa cho sạch. Xong xịt qua bao nhiêu rồi, bên trong này. Tại vì tại sao phải mở hết ra đây để phơi thì em bao đi này. Những cái bụi bẩn này, bên trong khi đậy lắp vào thì nó sẽ là nó hơi ẩm ẩm bệt, cái bụi này nó sẽ hơi bệt thì các bác bỏ mở cái lắp ra. Những anh em làm hàng bãi biết rồi thì sẽ mở cái lắp ra thì mình phơi nắng để cho nó có khô, nó nhở khi mình xịt vào thành tạo bụi đấy sẽ khô sạch. Nếu nói về các dòng đẩy thì đây là mẫu đẩy có cực kỳ chất lượng thương hiệu Tây Ban Nha Allcenter. Con đẩy là có cái tem đây luôn nhá, hàng zin xịn, bác nhìn từ cái ốc này, tất cả zin ốc nó nhá, đổ keo hết, chạy tổng cộng là 40 sò. Em không tính con sò nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nghĩa là tính con 10 sò lớn rồi, sò bù áp nhỏ không tính. 10 là 20, 20 là 20 là 40 sò. Nguồn đồng 20-21cm, to chà bá luôn. Allcenter 7.0. Đấy, nguyên chất bụi trở về đây. Xịt xong tí nữa là mông tí là đẹp hết các bạn. Xịt bóng vào thôi, là bóng để cho nó sạch hơn, nó đẹp lên. Để bám bụi thôi. Con đẩy thì, nếu mà nói về chất lượng thì và nói về độ bền thì con đẩy đây có dòng đẩy cực kỳ trâu bò các nhá. Cực kỳ trâu bò vì nó sử dụng là mạch LA. Mạch LAB, và cái thứ hai nữa là chạy dòng sò này thì nó độ bền rất là cao. Và độ trâu của nó, cái nguồn này to tương ứng với con cái nguồn của con đẩy 4 kênh thời điểm tại bây giờ. Và trọng lượng của con đẩy này là 24 kg các nhá. Rất là nặng luôn, một con đẩy 2 kênh đến 24 kg, ngang ngửa con đẩy 4 kênh. Cực kỳ nặng và bền. Quan trọng lô hàng về nó đẹp các bạn, đẹp hết, sụn phẳng phiu này, rồi nó chỉ bám ít bụi thôi, tí em đang vệ sinh đây, đang xịt hết, xịt lốt, tổng lực vệ sinh lốt để trả đơn cho bác anh em. Đáng nhẽ hôm qua đóng đơn rồi nhưng hôm nay vì là hôm qua là làm lô loa center thì chưa nào có thời gian được, hôm nay bắt đầu mới làm trả đơn cho bác người anh em. Đây những trước em đã làm xong thì vệ sinh sạch sẽ, với anh em là toàn anh em thợ vệ sinh, đang lấy từng rẻ nâu từng góc cạnh cho anh em. Đấy. Sạch sẽ nhé, để có nhìn khi sạch sẽ xong đây. Đấy. Sạch sẽ các bác, lau chùi sạch sẽ cho anh em những con đẩy trước khi xuất đến tay các bác. Và những con đẩy bãi này ngoài mức giá tốt ra thì được chính sách bảo hành bên mình là đến 6 tháng. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em nhé. Trường hợp các bác mua ở trong miền trong thì có hỗ trợ bên mình tầm 200 ngàn đồng tiền cước thôi. Đấy. Hàng giao tận nơi, thanh toán các bác nhé. Còn đổi đẩy nặng thì bác gửi đặt cọc em trước tối thiểu là 200 ngàn đồng các bác nhé. Các bác nhanh tay liên hệ nhé. Giá này